Anh Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu vực nhà văn hóa quận 5. Khu vực này là được trường Trần Hưng Đạo anh chị. Em sẽ cập nhật Sài Gòn về đêm khu này cho cô chú anh chị mình cập nhật thêm qua màn hình ống kính nha. Trên đường Trần Hưng Đạo và di chuyển về đoạn bến xe Chợ Lớn nha anh chị nha. Thì hiện tại thì giờ trên khu vực này kinh doanh mua bán rất là nhiều anh chị. Về các quán ăn rất là nhiều luôn. Hiện tại thì một số quán ăn cũng rất là hơi bị vắng anh chị ha. Bà con mình kinh doanh năm nay thì hơi bị gọi là trầm lặng rất là nhiều. Bên đây thì tập quán rất là đông. Hiện nay thì bà con thì khó khăn rất là nhiều anh chị. Trong những cái buôn bán như thế này, những quán cà phê Tân Đốc cũng còn trầm lặng đi. Bên đây cho thuê nhà nữa anh chị ha. Những nhà cho thuê như thế này nguyên căn và những cái bán tết như thế này nữa nè. Sài Gòn về đêm thì buôn bán thì đèn lên rất là đẹp, mấy mẫu mã mặt hàng kinh doanh để đồ thời trang anh chị nha, thay quần áo nè, những căn nhà cho thuê như thế này nữa anh chị. Hiện tại thì những căn gốc bằng cho thuê mà không ai đậu tiền bầu thuê ở trên khu vực này. Một số tình hình về khu vực này thì vẫn thấy rồi, qua bằng hình ống kính đây, những quán cà phê như thế này cũng hôm nay cũng còn một số lượng khách ok, cũng ổn anh chị. Và một số lượng khách bên khu vực mà mua bán thực phẩm thức ăn thì trầm lặng rất là nhiều. Như bên đây chị thấy rất là khó khăn của bà con mình hiện nay luôn. Trên khu vực này cũng sầm bất từ xưa đến giờ anh chị ha. Trên Trần Hưng Đạo khu vực này là kinh doanh về mặt hàng cũng như là mặt thức ăn và những công ty chi nhánh văn phòng rất là nhiều. Bên đây để bảng này cho thuê nhà anh chị. Khu vực này cho thuê nhà rất là nhiều luôn. Những căn gốc mặt bằng thì kinh doanh thì nói chung hiện nay trầm lặng đi khá sâu. Vì đây là những nhà hàng bắt đạt, những nhà hàng khách sạn chị ha, nhà hàng tiệc cưới rồi rất là nhiều ở khu vực này. Trước tới mọi cửa hàng bên đây trước bán thực phẩm thức ăn là anh chị, vẫn vắng đi rất là nhiều luôn, không thấy số lượng khách luôn. Đây chị vẫn thấy ha. Bà con mình hiện nay thì ai cũng muốn đậu tiền vào mà để kinh doanh mua bán để có sinh lợi nhuận đó, mà bây giờ thì đậu tiền vào thì mua bán bây giờ thì khó khăn rất là nhiều luôn. Vào thời điểm mà buổi tối như thế này thì nhiều quán nhậu bây giờ cũng vắng đi rất là nhiều anh chị. Có ăn uống có nhậu nhẹt cũng vắng đi. Bây giờ nồng độ cồn thổi rất là nhiều. Giờ trên các khu vực luôn ở Sài Gòn mình thì uống rượu bia thì không lái xe, cũng như có thể là mình đi xe gáp thì đến này ăn nhậu thì gáp về có thể ổn anh chị nha. Anh chị cũng cẩn thận vấn đề xe cộ về uống rượu bia. Cũng khá về một số tình hình về khu vực các nhà hàng của bà con mình hiện nay thì rất là sầu lắng luôn về các mặt tiền kinh doanh. Đây anh chị vẫn thấy qua mà đóng kính nè, đóng cửa rất là nhiều luôn, buôn bán không thấy có khách hàng, trầm lặng lắng sâu rất là nhiều luôn anh chị. Về khu vực này thì đây là nhà hàng Thái Quê. Anh chị thấy số lượng khách rất là đông luôn, nhiều khách ăn nhậu trên khu vực này rất là nhiều. Tiếp tới thì em thấy một số công an giao thông rất là nhiều luôn anh chị, có thể đứng có thể là đứng ngay hàng Hải Quê này để bắt bỏ đồng nội cồn anh chị. Đây chị cũng thấy đây rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn chị nha. Rất là nhiều luôn chị ha. Và bắt hỏi đồng nội cồn gần quán nhậu như thế này. Bên đoạn này thì những quán ăn quán nhậu thì hiện nay thì cũng lưu thưa số lượng khách lên chị. Bây giờ thì người ta rất là hạn chế về quán ăn quán nhậu, rất là nhiều cái hạn chế luôn. Anh chị mới thấy nãy là bên khu vực kinh doanh quán nhậu mà bây giờ bị có nồng độ cồn rất là nhiều luôn. Kế nhà hàng Hải Quê anh chị thì ăn tiệc cưới xong thì cũng phải uống rượu bia chút đỉnh. Bây giờ nếu chạy xe là có thể là da có nồng độ cồn.
thì em sẽ băng ra đoạn đường trên khu vực này, thì đoạn đường Kiều Kiến Hòa anh chị, sẽ xuống đường Liên Giới Học anh chị ha. Em sẽ băng về khu vực Chợ Lớn, khu vực kinh doanh các sản phẩm cũng như là đồ trang trí. Vào ngày Tết thì kinh doanh buôn bán như thế nào, cho cô chú anh chị mình cập nhật qua màn hình ống kính nha. Đoạn đường về Lưu Lớn Học thì chuyên bán về những đồ áo ông áo bà về cúng tâm linh anh chị, với lại một số áo ông mà đóng bộ mà kỳ lân rồi anh chị ha, áo lân nữa, đủ thứ loại mặt hàng ở trên khu vực này. Ở khu vực này khu vực qua sống rất là nhiều anh chị. Đây thì em thấy là bên đây là chuyên về mai áo bà áo ông để thờ phụng và cúng những trên núi bà chùa bà rất là nhiều luôn chị ha. Đây anh chị vẫn thấy ha, những mặt hàng sản phẩm như trên đây nè, bán về đầu lưng nè, rồi áo bà nè, rồi mấy cái mẫu mà đèn treo rất là nhiều luôn anh chị. Ra đến đường này thì ra đến đường Châu Văn Liêm anh chị ha. Bên đoạn này thì anh chị cũng thấy là bán những thánh vàng quá trời luôn nè. Vàng năm nay thì nói chung là nhảy múa lung tung luôn anh chị, lên xuống thất thường. Thì mọi kinh doanh của bà con năm nay thì anh chị vẫn thấy nhất là trầm lặng đi rất là nhiều. Còn vàng bạc thì hiện nay cũng là khá gọi là có người mà đầu tư vào mua, chỉ có lên vàng lên xuống thời điểm rồi là mua bán khá là gọi là vàng nó xuống nhảy lung tung anh chị, không có được anh chị ha. Chứ không thôi là mình chỉ có tiền thì mình mua chỉ gọi là vàng mua có chính thôi, và cái loại vàng 24 và 18. Đây em sẽ cập nhật một số tình hình về khu vực buôn bán đồ trang trí những ngày Tết, những ngày lễ như thế này, rất là nhiều sản phẩm luôn anh chị ha. Đây là bà con mình thấy rất là nhiều sản phẩm treo rất là nhiều luôn, mà bây giờ số lượng khách thì không thấy đâu. Anh thì vẫn thấy đây qua màn hình ống kính nè. Không thấy một số lượng khách luôn anh chị, nó vắng như thế này lên chị. Trầm lắng rất là nhiều luôn trong điểm hiện nay. Bà con mình kinh doanh rất là khó khăn trong điểm hiện nay rất là nhiều. Đổ tiền vào mà để kinh doanh, để xin lợi nhuận, để lo tiền trang trải gia đình và lo đủ thứ tiền về mặt kinh doanh như là tiền thuê nhà và tiền nhân viên. Bây giờ khách vắng như thế này anh chị, không thấy cái lượng khách luôn. Bây giờ chỉ có tầm là 8 giờ đúng anh chị. Vắng mà không thể tưởng luôn anh chị nha. Tại vì em thấy là khu vực vào ngày cận Tết thì có thể là người ta mua về, người ta chuẩn bị là trang trí này trang trí kia. À, bây giờ thì chưa thấy ai gọi là có tâm trạng mà để mua trong hiện nay, năm nay thì rất là khó khăn. Khu vực bên đây thì trước trường học trường Bổ Cơ anh chị vẫn thấy là kinh doanh ăn uống rất là nhiều luôn. Hôm nay số lượng khách thì cũng khá đông. Đây thì vẫn thấy một bàn hai ba bàn thì cũng là ổn anh chị ha. Còn khúc trên thì nó hơi bị vắng một xíu. Nói chung là tùy theo quán anh chị, có quán đông có quán vắng thì theo thời điểm. Kinh doanh của bà con hiện nay thì có người mà buôn bán bình ổn, có người thì buôn bán khó khăn mà cũng phải là vay mượn tiền góp tiền sách, đủ thứ xảy ra, rất là khó khăn của bà con hiện nay anh chị. Hiện nay thì các cô các chú các anh chị cũng ngồi ở đây, ở khu vực bên đây rất là nhiều luôn anh chị, ngồi ở ngoài lề đường như thế này. Các cô chú nhiều khi rất là khó khăn hiện nay thì mọi mặt buôn bán kinh doanh không được, rồi nhiều cô chú ra ngoài đây mình ngồi kiếm những suất cơm từ thiện của các anh chị đi mạnh thường quân để giúp đỡ.
Xích tới đây là khu vực về bến xe Chợ Lớn không chị ha? Hiện nay thì anh chị vẫn thấy là vẫn có mấy chú ngồi ở đây vô tư mà ngồi như thế này anh chị, rất là khó khăn luôn. Rất là khó khăn hiện nay của các người vô cư ở cái khu vực Chợ Lớn này anh chị. Bà con hiện nay làm ăn thì khó khăn vất vả, rồi một số tình hình thì kinh doanh mua bán không được, và một số tình hình như thế này anh chị thấy những người vô cư ngồi rất là nhiều ở trên các tuyến đường phố luôn ở Sài Gòn hiện nay. Bên đây em sẽ quay trở lại về cái khu vực chuyên đồ trang trí ở bên đối diện anh chị nha, để coi bên đối diện thì kinh doanh mua bán như thế nào. Bên ngoài đóng kính thì anh chị cũng thấy những quán cà phê như thế này rất là đông luôn anh chị. Số lượng khách thì cũng vẫn ổn. Ở lề đường lề phố thì một số lượng khách nói chung là cũng 50-50 của hàng ghế. Kinh doanh bà con thì nhầm khi cũng có vắng cũng có đông. Như bên đoạn bên đây thì vắng anh chị nha. Khó khăn của bà con rất là nhiều luôn. Anh chị vẫn thấy các chú cũng vẫn ngồi đây khi để sự giúp đỡ của mọi mạnh thường quân như thế này, rất là khó khăn hiện nay luôn anh chị. Bên đây thì kinh doanh về đèn treo nè anh chị. Anh chị thấy những cái hẻm mà bên mọi nhà đều có treo đèn như thế này. Hồi năm rồi thì treo mọi hướng mọi đường luôn. Còn năm nay thì rất là hiu, rất là vắng luôn anh chị. Hồi năm rồi thì năm trước nữa thì treo có thể là treo khoảng 10, còn bây giờ còn treo còn 2-3 anh chị. Năm nay bà con làm ăn khó khăn, không ai không tiền nhiều mà để treo như thế này. Các mặt đèn thì chị thấy rất là đẹp mà treo từ mẫu được tiểu luôn, từ đồng đèn lúc lắc luôn anh chị. Thì thời điểm mà treo thì đều để Noel đến tết tây bây giờ thì treo dài đến tới Nguyên Đán mình ha, cũng rất là đông bên khu vực này anh chị. Bên đây là tiệm cũng hơi vắng, có tiệm vắng tiệm đông ha, nhưng mà em thấy tình hình kinh doanh của bà con hiện nay thì 10 tiệm thì nó vắng hết 3-4 tiệm anh chị hiện nay. Đây anh chị thấy buôn bán mà quá nhiều hàng luôn, nhập hàng rất là nhiều luôn, mà kinh doanh thì chầm lắng như thế này thì rất là khó khăn của bà con mình hiện nay luôn. Đây khu vực này nè anh chị, rất là vắng luôn nè. Mỗi gia cũng muốn mua bán mà xin đồng tiền lợi nhuận hết trơn á, để lo trang trải mà để trả tiền mặt bằng như nhân viên. Mà bây giờ thì kinh doanh rất là không thấy khách luôn, rất là sầu lắng, rất là sâu. Xích tới dài nãy giờ thì vẫn thấy là hiện dạng rất là vắng luôn anh chị ha. Cũng gần cận Tết rồi, một số tình hình mua thì cũng hơi bị gọi là còn nghe ngại anh chị. Nói chung là đồng tiền người ta cũng phải suy nghĩ cân nhắc để mua như thế nào, chưng như thế nào cho hợp lý. Cái thứ nhất, cái thứ hai là để xài cái đồng tiền cho đúng cái đồng tiền của hiện nay khó khăn. Bên đây quán ăn, quán uống và buôn bán rất là nhiều luôn. Mà số lượng khách hôm nay thì cũng có một phần nào anh chị ha. Đây khu vực này nói chung là cũng hơi bị đông nè anh chị. Ở đây là bán nhiều nè, rất là đông ha. Cũng có một mấy người đang mua. Xích tới thì cũng 1-2-3 người. Nhưng mà tại trong khu thì theo điểm để các mặt hàng cũng như người may mắn đã bán được nhiều anh chị. Còn cái người mà gọi là không may mắn lắm thì có thể 1-2-3 người thôi, không có mua nhiều. Trên đoạn đường này thì anh chị vẫn thấy là về cái dòng xe đây là dòng xe quận 5 đây. Bên hướng này về cầu Trà Già anh chị ha. Em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực từ Trần Hưng Đạo mà qua đến những bán đồ về trang trí như thế này cho cô chú anh chị cập nhật qua màn hình ống kính. Em xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.